Chào bà con, thì bà con vui lòng đăng ký kênh. Thì với clip này á, thì bên Đất Cây Thông Mùa Đắk Lắk có quay lại cái tình trạng vườn bơ của anh Quýnh á, ở Ê Hồ, Cà Rông Năng, Đắk Lắk. Thì với vườn bơ này, như hôm trước mình quay bà con là xử lý hiện trạng mà rụng trái á, thì bà con cho clip trước thì bà con đã theo dõi rồi. Thì với clip này á, mình quay lại cho bà con xem về cái tình trạng bơ của anh, là mình đã khắc phục cho anh phun một số loại thuốc, có nghĩa là bóng trái, đẹp trái, chống rụng trái và lớn trái. Thì hầu như bà con luôn biết á, cái bơ búp á thì nó bị hiện tượng là bọ xít, nó chích quả, nó thối á, như cái quả anh Quýnh đang cầm cho bà con xem đó. Thì cái hiện tượng này á, là mình khuyên bà con á, là phun thuốc trừ sâu á, chứ nhúng màng cũng không ăn thua đâu, thì bọ xít nó hay chích vào ban đêm nên mình khuyên bà con nên phun thuốc trừ sâu. Thì một số là thuốc trừ sâu mà nó mạnh, nó hiệu quả, như cái hoạt chất Apamectin á, hoặc cái hoạt chất của thằng B58 á, nhưng mà cái B58 thì không được sử dụng vào cái thành phần của thuốc bảo vệ thực vật nữa, nên cái đó là chất cấm rồi. Thì bà con mua một số loại thuốc sâu trừ sâu khác. Thì con bọ xít nó chích á, thì hầu như á, là vào ban đêm thôi, nó chích vào những trái nhỏ. Thì clip này mình quay cho bà con xem về cái đám bơ búp của anh Quýnh đã xử lý thành công và phun thuốc bóng trái đẹp trái, và con xem á, cây này cũng rất là nhiều. Và cái thứ hai nữa là cái tình trạng là xì gốc ở trên cây bơ búp. Cái việc xì gốc này hầu như bà con chúng ta ai cũng để ý rằng á, nó xảy ra rất nhiều ở loại cây trồng, kể cả nhỏ hoặc lớn. Thì đây là cái gốc mà mình đã hồi trước mình hướng dẫn cho anh Quýnh xử lý á. Thì hôm nay quay lại cho bà con xem nè. Đó, anh cào nói chung là lớp vỏ cũng hết bị xì rất là láng, mình cũng đã kiểm tra rồi bà con xem á. Clip này mình sẽ quay thực tế, hầu như tất cả clip đều quay thực tế hết, và hiện trạng xử lý xong mình sẽ quay kiểm tra lại. Thì cái cây này thì bơ á, nó cũng gần được 3 năm tuổi rồi, trái cũng rất là nhiều. Nhưng hiện tượng xì này nó làm cho cây bơ búp chúng ta nó mất hiệu suất đi, và nó giảm được cái khả năng tuổi thọ của cây bơ. Thì cái việc mà xì gốc này của cây bơ búp á, nó xì rất nhiều nơi, thứ nhất là dưới gốc này, thứ hai là trên thân hoặc những nắng bánh tẻ của cây bơ búp. Thì vườn bơ này á, anh cũng rất là vui mừng khi mà đã xử lý được hiện trạng rụng trái rồi. Và cái thứ hai nữa anh đang yêu cầu á, là anh rất muốn nó bóng trái và chống rụng trái và treo trái được lâu. Thì hầu như bà con chúng ta muốn giữ trái chúng ta nó lâu hơn để bán được giá thành nó cao. Thì cái việc mà giữ trái này lâu này, bà con phải là phun những loại thuốc nó đúng theo cái hoạt chất của nó. Và cái thứ hai nữa là những dòng chất sinh học á, bà con hạn chế hóa học đi. Thì hóa học vào lúc đó, cái cây chúng ta nó sẽ kháng thuốc nhiều, thứ hai nữa là ảnh hưởng đến con người chúng ta. Thì ở đây mình cũng cho anh Quýnh phun cái loại thuốc sinh học của Nhật Bản, thì đó là Isojibin và cái Nobivita và cái Bitpop. Thì ba cái sản phẩm này nó là chuyên về cho sản phẩm đẹp trái, bóng trái và chống rụng trái cho cây bơ búp. Thì ra mình quay từng cây cho bà con xem á, hầu như cái trái bơ này nó cũng bóng láng á, nó bóng láng rất là láng và đẹp. Thì ngọn nó cũng hết phát triển rồi, mình quay cũng rất là cụ thể cho bà con xem. Thì vườn bơ này cũng gần hầu như chia sẻ của anh Quýnh thì nó đậu gần được 80 cây. Lúc trước á, bông nó ra rất là nhiều, thì anh cũng nói rằng là anh khẳng định năm nay trong cả là 10 đến 20 tấn. Nhưng mà sau khi cơn mưa tháng 2 nó làm rụng hết trái á, và anh cũng chưa có hướng khắc phục á, thì nó rụng rất là nhiều, rất là sót sau khi được hướng dẫn của bên Trái Cây Thông Mùa Đắk Lắk và cho cái anh cái quy trình và kỹ thuật xử lý về cái tình trạng rụng trái á, thì anh đã thấy hiệu quả. Đây là cái vườn bơ mình quay lại kiểm tra thôi. Thì mình sẽ quay cho bà con thực tế, bà con xem đi từng cây, từng trái, từng gốc. Thì cây bơ búp hầu như bà con nông dân chúng ta đã ăn á, và đã đi nhìn thấy tại vườn á, thì rất là mê và thích nó, vì trái nó rất là tròn đều và đẹp, nhưng cơm nó lại vàng và dẻo nữa. Những ai ăn bơ búp thì bà con đều có cái cảm nhận đó, nó đúng là bơ búp thì nó rất là dẻo, nó dẻo hơn cả nếp luôn á, ăn rất là ngon thơm. Thì hầu như bơ thì chị em phụ nữ chúng ta này, hầu như là ai trẻ em mà những người già và bầu thì ăn rất là tốt, tốt cho cơ thể, nó cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng. Mà hầu như á, những vườn bơ mà không thuốc á, vườn bơ sạch á, thì chúng ta ăn vào chúng ta đảm bảo và tự tin được cái nhu cầu tiêu thụ về trái cây. Thì bên Trái Cây Thông Mùa Đắk Lắk cũng có hướng dẫn, và theo xu hướng hiện tại thì khuyên bà con nên theo sinh học đó đi, hạn chế hóa học bớt, vì hóa học nó gây hại cho nhiều, đến ảnh hưởng đến sức khỏe của bà con. Thứ nhất á, là về cái môi trường, cái thứ hai nữa là về cái người phun thuốc, và cái thứ ba đó là cái người tiêu dùng. Thì những cái này thì bà con ai cũng biết hết, thì mình sẽ tư vấn sơ cho bà con thôi. Thì một số cái bệnh mà chung của cây bơ búp hiện tại đó là bị bọ xít nó chích ở trên ngọn tơ này, cái thứ hai là rụng trái này, cái thứ ba là tình trạng mà trái chúng ta nó bị thối và nứt do bọ xít nó chích. Đó là những cái hiện tượng chung. Thì về bệnh trên cây bơ thì nó cũng rất là ít, nó không có nhiều. Thì bà con chúng ta biết cây bơ thì nó trồng nó cũng dễ, chăm sóc nó cũng dễ, nó chỉ khó khăn nhất ở một vấn đề, đó là bông đậu trái và chống rụng trái. Đó là ba cái vấn đề chính đó, làm sao để nó rụng đậu được trái này, không rụng bông rụng trái đó, thì nó là quan trọng nhất.
Thì bơ này hồi nãy giờ mình quay vào con xem á thì thấy trái rất là bóng đúng không, bóng loáng đẹp luôn á. Thì mình cho anh quýnh phun thì phun theo tới chu kỳ thôi, cứ 7 ngày phun một lần, 7 ngày phun một lần, có thể là 15 ngày phun một lần thôi. Anh phun cái này thì nó cung cấp dinh dưỡng cho trái thôi, để nó giữ được cái độ tươi bóng của nó và giữ được cái sắc thái của nó không bị nổ. Vì bà con nghĩ cái gì mà đẹp á thì giá thành nó cũng cao, thứ nhất là nhìn một cái đẹp, và cái thứ hai nó cái chất lượng. Thì nếu mà đẹp mà chất lượng tốt nữa thì hầu như giá thành rất là cao, chúng ta sẽ đi xuất khẩu được ở những nước châu Âu và được tiêu thụ rộng rãi. Thì bơ này hồi nãy giờ mình quay bà con xem hầu như cây nào cũng rất là sai đó, nhôm rất là bóng loáng đẹp, mình cũng rất là mê. Thì mình quay cụ thể cho bà con, một số bà con nông dân chúng ta thì cũng không có thấy được cái bơ búp như thế nào. Thì nhưng bên trái cây thơm mùa lắc luôn quay và cập nhật những video thực tế tại vùng của nông dân để bà con thấy được những cái mô hình mà nông dân chúng ta trồng bơ này, xen tiêu này, trồng bơ xen cà phê hoặc là trồng bơ búp rặt luôn. Thì hiện tại hầu như bơ búp á thì giá thành nó cũng đều, năm nào cũng từ dao động từ 50 đến 160 hoặc là có thể là 200 nghìn một ký, thì tùy vào thời điểm thì nó có những giá thành khác nhau. Vì cái bơ này nó 10 ngày nó mới chín, mà chất lượng nó thì nói chung là hoàn hảo. Những bà con nào nông dân nào chúng ta đã ăn nó thì chúng ta rất thích nó. Tuy nó chín hơi lâu nhưng mà cái độ bảo quản nó rất là sướng, thứ nhất là đó. Nên qua đây mình cũng có khuyên cho bà con á, ai muốn kỹ thuật hỗ trợ thạc tư vấn tại vườn về cái quy trình chăm sóc cây bơ búp á thì bà con vui lòng gọi điện thoại số điện thoại dưới để được tư vấn cụ thể hơn. Còn lại cái vườn bơ này thì mình cũng quay từ từ cho bà con xem đó, để bà con thấy được. Thì trong cái vườn này thì anh Quýnh cũng có trồng một số cây bơ thường, nó là bị lộn giống, nhầm giống á. Trước mua bơ búp nhưng mà về trồng thì nó ra bơ thường. Thì cái công tác giống thì mình cũng khuyên bà con nên chọn giống chuẩn để trồng, để tránh tình trạng khi bà con trồng mất 2-3 năm mà nó ra cái bơ gọi là cái bơ thường, không phải là bơ búp, thì chúng ta cũng thấy rất là buồn vì cái công tác chọn giống của ta nó không được tốt. Thì hầu như ở bơ búp á thì nó ra trái vụ, nói chung là không, khi mà bơ thường chúng ta hết á thì mới tới là cái bơ búp. Khi bơ búp hết thì chúng ta bắt đầu kéo dài qua cái bơ thường và cái bơ 034 và tới chỉnh 10, thì bơ chúng ta có quanh năm. Thì mỗi tỉnh thành chúng ta hầu như ở Việt Nam thì hầu như tỉnh nào cũng giờ cũng đang tiến hành trồng cây bơ búp vì nó rất là thịnh hành, rất là cao. Thì đôi lúc khí hậu nó cũng quyết định vào cái sự mà phát triển của cây, năng suất của cây, nên bà con trồng thì chúng ta cũng nên coi trọng, thận trọng đến cái khí hậu ở cái vùng của chúng ta. Thì clip này mình cũng quay thực tế cho bà con xem như thế này, thì bà con vui lòng đăng ký kênh để theo dõi tất cả các video của tiếp theo của trái cây thơm mùa Đắk Lắk. Xin cảm ơn bà con đã quan tâm và theo dõi cái clip này.